Vâng, em bên chào chị Thúy Ngân, em bên chào chị Thuyên Thị Huệ, em bên chào các chị ạ. Chủ tịch Trần Thêu, em bên chào chị. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng, cũng đã đến giờ giao lưu. Em bên chào tất cả các anh các chị nhà mình trong câu lạc bộ Hát Lên TV. Dạo này cũng có một thời gian một chút thì em thật chị sắp xếp cho em lên sân khấu ngày hôm nay. Em rất cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em lời đầu tiên em cũng không biết nói gì hơn. Xin em xin chúc tất cả đại gia đình nhà mình một năm mới có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Tiếp theo bài em xin hát bài Câu Chuyện Đầu Năm. Xuân reo lộc gặp trốn, xuân đi